con đèo Bảo Lộc quý vị nhé. Phía này là qua khu vực miếu Ba Cô rồi, đang lên gần tới đỉnh rồi. Đây quý vị thấy trên đèo mưa to. Thank you.
Xin chào tất cả quý ông bà, cô bác và quý anh chị em nha. Hiện nay thì Khánh đang có mặt ở chân đèo Bảo Lộc ngày mùng 2 tháng 9 là ngày Quốc Khánh, mừng lễ Quốc Khánh của nước Việt Nam luôn đấy quý vị. Hôm nay thì là những ngày nghỉ của mọi tầng lớp, công nhân thì được nghỉ tới 4 ngày và mọi người có lẽ là đi du lịch cũng rất là nhiều. Mấy ngày nay thì đang ảnh hưởng của cơn bão Sao La đổ bộ vào Biển Đông cho nên là không biết là tình hình ở trên đèo Bảo Lộc hôm nay như thế nào. Có dịp đi ngang qua đây Khánh sẽ quay lại để quý ông bà cô bác mình xem nhé. Bên phải đây có một cái thác nước, cái dòng suối chảy từ trên đèo xuống ấy quý vị, cũng rất là đẹp. Rồi, bây giờ thì Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh lên đường tham quan cung đèo Bảo Lộc. Và hiện nay sau vụ sạt lở đèo vào tháng 7, những ngày đó cũng mưa nhiều như vậy và sạt lở đèo đó thì mất 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông ở dưới chân căn đồn ngay dưới chân của một khúc đèo ấy, quý vị bị sạt lở và vùi lấp mất 3 chiến sĩ và một người dân thường đấy. Hôm nay thì là đầu tháng 9 rồi, vụ việc xảy ra đã 1 tháng rưỡi rồi. Và không biết thì tình hình hiện nay mưa bão như thế này thì đèo lại tiếp tục như thế nào. Quý vị thấy này, tất cả những cái xe khách giường nằm ấy chạy được cái tốc độ 40 km thôi. Đèo này thì dài có 10 cây số và đèo thì có tới 108 những khúc ngoặt quý vị ạ. Đèo thì ngày nay thì được sửa rồi, có gương cầu lồi, có điện đường, có hai len đường cũng ngon nhưng mà nhìn chung vẫn là bé quý vị nhá. Cho nên là có thể nói đây là con đèo dài có 10 km, không dài lắm đâu nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Ngày nay thì để lên Đà Lạt thì ngoài con đường đèo Bảo Lộc đây thì còn nhiều cung đường khác để mọi người có thể đi lắm. Trước đây thì con đường đây là con đường độc đạo để lên thành phố Đà Lạt, tính từ Sài Gòn hay các tỉnh miền Đông ở phía này. Ngày nay thì có con đèo B40 đi vào lối Đạ Tẻ trên con đường 725 cũng có thể lên tới Đà Lạt mà không cần phải qua đèo này. Hoặc là bây giờ có cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì mọi người lại có thể đi từ cao tốc Dầu Dây Phan Thiết rồi đi ngang qua quốc lộ 28B để lên trên Bảo Lộc này mà không phải qua đèo nữa. Cho nên đèo bây giờ thì không phải độc đạo như ngày xưa. Trải qua nhiều thời kỳ thì con đường này thì cũng nằm trên quốc lộ 20, được xây dựng từ những thập niên 20 và tới năm 1933 thì con đường quốc lộ 20 hoàn thành. Trong đó thì chắc có đèo này nhưng mà đèo chắc ngày xưa còn hoang sơ lắm. Và con đèo này được sửa lại một lần vào khoảng năm 1973, được mở rộng rồi sửa lại thêm. Đèo đây thì nổi tiếng với những vụ tai nạn nhìn vậy nhưng mà cũng rất là thảm khốc. Những vụ mà xe mất thắng lao xuống đèo, lao xuống vực, rồi vụ mới đây nhất là 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh do là sạt lở đèo nè. Rồi ở đây có tên là đèo Bờ Lao, đèo Bảo Lộc hoặc là đèo Ba Cô, là bởi vì khu vực này năm 1975 cũng có ba cô thiếu nữ trên đường đi học từ Sài Gòn về cũng bị mất do tai nạn xe rớt xuống đèo đó quý vị. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 là ngày thứ bảy, bà con còn được nghỉ ngày mai Chủ nhật và ngày thứ hai nữa. Nhưng mà Khánh thấy ở trên con đường này chiều lên thì không có nhiều lắm, chỉ có chiều xuống thôi. Không biết là sau những vụ sạt lở đèo vào tháng 7 vừa qua thì một số người có ngại đi con đèo này không? Nhưng mà phải nói thật là từ Sài Gòn bây giờ thì mọi người có thể đi thêm cung đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, rồi đi ngang qua quốc lộ 28B để lên thành phố Bảo Lộc rồi lên Đà Lạt đấy quý vị, thì nó cũng đỡ nhiều cho bà con lắm. Tức là mình có nhiều lựa chọn. Giờ này Khánh đến thì 11:30, trời thì cứ lúc mưa lúc nắng quý vị ạ. Sương mù nhiều và cũng có cứ mưa nước nắng vậy. Khánh cũng phải chờ qua 1-2 cơn mưa rồi Khánh bắt đầu mới lên đèo này. Cung đèo này thì nằm cách Maravui ấy quý vị khoảng 25 km. Maravui là địa giới của tỉnh Lâm Đồng và bên kia là tỉnh Đồng Nai. Đèo đây thì từ đây mà lên trên thành phố Đà Lạt thì còn khoảng hơn 100 km nữa. Độ cao của đèo thì phía chân đèo thì có khoảng 400 m thôi, một độ cao bình nguyên thôi. Nhưng mà khi lên tới đỉnh đèo thì độ cao cũng gần 1000 m.
từ miền Bình Sơn, Bình Nguyên, và mình đi qua đèo này thì mình sẽ lên được đỉnh núi cao. Ồ, có ông cụ đi hàng đầy vác cái gì. Mình sẽ lên vùng Tây Nguyên ở đấy quý vị ạ. Hôm nay thì Khánh thấy lượng xe lên xe xuống cũng chưa phải là giờ cao điểm. Có thể có một giờ nào đó thì bà con đi lên đi xuống nhiều hơn. Từ Sài Gòn bà con về đây có thể tiếp xúc với đèo này vào khoảng 10 giờ chẳng hạn. Khu vực này trước đây sạt lở, đường còn đang hư, còn đang xấu này quý vị nè. Tí nữa Khánh sẽ mời quý vị mình cũng đi ngang qua khu vực sạt lở mà có các anh cảnh sát mất ấy, coi hiện nay thì như thế nào quý vị nhé. Nhìn chung quanh thì núi đồi bao bọc rất là đẹp. Tuy hiện nay thì cũng còn nhiều con đường để đến đèo lắm, nhưng mà nhìn chung thì có nhiều tài xế thì vẫn lựa chọn cung đường này. Có thể nó cũng tương đối ngắn hơn, gần hơn một chút. Đi thì tùy theo cung đường xuất phát từ đâu, nhưng mà nhìn chung là nó có thể nó ngắn hơn một chút và có thể khung cảnh nó cũng rất là đẹp. Ồ, ở đây có thác nước đẹp quá quý vị này. Vẫn còn những thác nước của mùa mưa. Đây quý vị này, đẹp lắm. Thác nước rất là đẹp. Thác nước dọc đường đi rất là đẹp quý vị này, cao to lắm. Quý vị thấy khung cảnh trên đèo thì mát rượi. Khu rừng đây thì cũng thuộc về đi lên hết đèo này là anh thấy nó cũng qua một cái khu vực độ cao gọi là trên 1000m so với mực nước biển ở trên, nên khí hậu mát mẻ lắm quý vị ạ. Cây rừng rất là rậm. Đường đây thì nó cũng không còn được mới ngon hẳn, nhưng mà nhìn chung thì đi lại cũng còn được quý vị ạ. Xe du lịch thì không có vấn đề gì, xe máy thì hơi khó khăn một chút thôi. Khung cảnh núi non ở hai bên hông, rồi có những thác nước chìm nổi ở xa xa đẹp lắm quý vị ạ. Quý vị thấy con đường mát rượi. Hôm nay chắc là không đông bằng những ngày trước. Những ngày mà bà con tranh thủ về quê thì Khánh nghĩ chắc đông hơn nữa. Ở đây thì Khánh thấy không đông bằng những ngày lễ như 30 tháng 4 hay là những ngày lễ trước mà có dịp Khánh quay ở đây ấy. Chỗ này rộng quý vị này. Đi mùa mưa bão như vậy Khánh cũng cảm giác cũng sợ sợ đá lăn đấy quý vị nhỉ. Bởi vì mấy ngày nay lại mưa nhiều lắm. Không biết là tình hình cơn bão sao la thì như thế nào, nhưng mà trên Bảo Lộc này thì mưa rất là nhiều. Và sáng giờ theo Khánh hỏi người địa phương thì ở đây cũng mưa nhiều lắm. Khung cảnh bên hông đấy quý vị ạ, núi đồi ở dưới chập trùng cũng đẹp lắm. Một con đèo có 10 km thì so với các nơi thì không phải là dài, và so với miền Bắc chẳng hạn thì không phải là dài quý vị ạ. Nhưng mà bởi vì mật độ giao thông quá nhiều ấy, và trước đây nó là con đèo trọng yếu để đi lên các cái tỉnh cao nguyên như là Đà Lạt hay là lên thành phố Bảo Lộc ấy, cho nên cái lượng xe cộ đi lại cũng rất là nhiều. Thành ra đâm ra con đường tuy vậy nhưng mà nó lại có một cái gì đó đèo nguy hiểm. Đây là km tới Di Linh là 54 km. Trời lại bắt đầu có hột mưa rồi đấy quý vị ạ. Ồ, mưa to luôn rồi. Đây quý vị thấy mưa rất là to. Từ sáng giờ thì cứ vậy đấy quý vị ạ. Cứ mưa mưa nắng nắng mưa to vậy đấy.
thắng xe phải cắt thiết bị một chút. Trời mưa như vậy thì đôi khi Khánh hơi khó khăn về mặt âm thanh, quý vị thông cảm nhé. Một chút nữa là mình sẽ lên tới giữa đèo ấy, thì có nơi để mình trú chân là khu vực Đài Đức Mẹ, rồi khu vực Miếu Ba Cô nữa. Đây rồi, Khánh có mặt ngay khu vực đèo Đức Mẹ đây rồi quý vị này. Đây quý vị thấy trên đèo mưa to, mưa dầm dề mấy ngày nay rồi thì cũng nguy hiểm. Bởi vì mình cứ nhìn vậy nhưng mà nó đã từng xảy ra sạt lở đèo rồi. Khánh vô đây để trú mưa một tí. Khu vực này quý vị qua đường cũng phải cẩn thận. Có vẻ như nước càng ngày càng nhiều lên đấy quý vị ơi. Khánh lo về chuyện đèo sạt lở đèo quá. Trời vẫn mưa quá quý vị ạ, mình phải tiếp tục hành trình thôi. Khánh đã lên được như gần nửa đèo, ngay gần khu vực Đài Đức Mẹ ở đây, suối An Bình ở đây. Thì có một khu vực Miếu Ba Cô, thờ Ba Cô ngày xưa cũng bị tai nạn năm 1975 trên đường đi học về quý vị. Và nơi đó thì cũng là nơi hiện trường của các anh chiến sĩ công an, đồn công an bị mất khi mà sạt lở đèo cách đây 1 tháng rưỡi. Thì lại tiếp tục mưa bão quá quý vị ạ. Quý vị thấy những cơn mưa to mưa nhỏ cứ liên tục nhau ấy. Đây có đoạn này chú ý đường sạt lở này. Phía bên trong đường quý vị có thể thấy có những hòn đá còn nằm ở mương nước ấy, tức là vẫn sạt lở đai đai quý vị ạ. Hoặc là lần trước cũng sạt lở mà chưa dọn hết. Đi lên đèo xuống đèo thì nhiều khúc nguy hiểm lắm, và những xe mà yếu máy ấy quý vị, xe máy yếu mà chở đầy người thì lên đèo đôi khi cũng bị đứng đấy. Sương mù ở dưới răng kín luôn, đẹp quá. Khánh mưa quá, Khánh không có hệ thống mic gần cho nên quý vị thông cảm nhé. Ngay phía trước mình đây là chuẩn bị vào khu vực hiện trường nơi sạt lở đèo trước đây này, rồi Miếu Ba Cô nữa rồi nè. Thấy đất chảy ngang qua đường này. Khu
vực miếu Ba Cô thì từ xưa đến bây giờ vẫn là nơi mà rất là linh thiêng đối với những người theo đạo bên Phật giáo ấy, quý vị. Từ ngày xưa rồi, vốn đèo ngày xưa nó còn hiểm trở hơn bây giờ, cho nên đối với căn tài xế thì rất là linh thiêng. Đây quý vị có thể thấy vườn sầu riêng nơi sạt lở đèo trước mặt mình đấy. Vẫn bỏ không rồi quý vị này. Thì được sạt lở thì được đưa vào bên này xuống vực này, cái bên này, bên kia là đồn Gan ngày xưa đấy. Phía trước đồn Gan là khu vực nhà vệ sinh rồi đám đất trống này, đối diện đồn Gan kia là miếu Bà Cô rồi vách núi cũng dựng lắm. Sương mù không thấy đường đâu luôn.
trên camera thì không biết như thế nào, nhưng mà ở ngoài đây thì sương mù dữ lắm cái gì ạ. Qua trời chưa bao giờ đã lâu lắm rồi. Ngày xưa thì chỉ có ban đêm thì cảm thấy sương mù như vậy, hay là những lúc tảng sáng thôi. Nhưng mà lâu lắm rồi, bây giờ ban ngày mà còn có sương mù như vậy. Một con đèo Bảo Lộc chỉ có 10 km nhưng mà quá nhiều cảm xúc cái gì nhỉ. Không nhìn thấy đường luôn đấy kia. Em đang đi trên con đèo Bảo Lộc quý vị nhé. Phía này là qua khu vực miếu Ba Cô rồi, đang gần tới đỉnh rồi. Đèo có 10 km nhưng mà có tới 108 khúc quanh và rất là nhiều sự kiện, rất là nhiều linh thiêng, cũng như là sạt lở rồi cũng nguy hiểm nhiều, và con đèo cũng chọc yếu, rất là nhiều phương tiện đi lại. Xin được có lẽ là tắt máy ở đây để lái xe quý vị nhé. Quá nhiều sương mù luôn, nguy hiểm. Đi như vậy quý vị có thể thấy nếu mà xe chạy tốc độ cao thì rất là nguy hiểm, hay là xe tải trọng nặng ấy lên đèo, hay là xe yếu mà lên đèo trong những lúc mưa gió như vậy, vừa đi vừa sợ núi sạt lở, vừa sương mù không thấy được như vậy, vừa mưa gió nước chảy nữa quý vị. Mình thấy con đèo này cũng có quá nhiều cảm xúc quý vị nhỉ. Thấy xe các cái xe phải bật điện hết rồi này. Đây, đỉnh đèo đây cái gì này. Trời sương mù luôn, sương mù cực nha. Cả ngôi làng phía kia cũng sương mù hết rồi cái gì ạ. À?